thân ái kính chào quý vị khán giả của việt tv kính thưa quý vị khán giả theo dõi tin tức ở trên mạng xã hội trong mấy ngày qua cả trong và ngoài nước thì Bảo Ngọc nhận thấy là có khá nhiều thông tin liên quan đến một nhân vật đó chính là ông Ngô Đình Diệm. Và kính thưa quý vị khán giả, với tất cả những ai đã và đang quan tâm đến chính trị cũng như lịch sử Việt Nam thì đều hiểu rõ Ngô Đình Diệm là ai và Ngô Đình Diệm có vai trò gì trong 20 năm mà Mỹ xâm lược Việt Nam. Dạ vâng kính thưa quý vị, chắc là quý vị cũng như Bảo Ngọc không lạ gì khi mà một số cá nhân tổ chức người Việt Nam sống ở dưới chế độ Ngô Đình Diệm hiện đang sống ở nước ngoài đã tổ chức uh, lễ dỗ cho vị tổng thống xấu số này và đồng thời ca ngợi hết lời công lao và tài năng cũng như trí tuệ của vị tổng thống này mà họ tôn thờ và ta cũng không lạ gì bởi vì những người này đã từng được hưởng bổng lộc uh, vinh hoa phú quý do Ngô Đình Diệm mang lại và ngoài ra cũng có một số góc nhìn rất là khác và có phần tích cực về chủ đề ngô đình diện. À, nhân cái dấu mốc 59 năm mà ngày hai anh em Ngô Đình diệm được Mỹ và nhóm tướng lĩnh do Dương Văn Minh cầm đầu đã lấy đi mạng sống bằng những phát đạn ở trong xe bọc thép và sau khi bị bắt ở tại nhà thờ của Cha Tam. Thưa quý vị, Bảo Ngọc cũng đã nghe mọi thông tin và góc cạnh xoay quanh sự việc đó, đã phân tích rất là kỹ càng về những gì diễn ra cũng như là thân thế, sự nghiệp cũng như là bối cảnh lịch sử cái giai đoạn trước khi và sau khi Đình Diệm bị Mỹ lấy đi mạng sống. Và khi mà nghe hết thì Bảo Ngọc thấy là còn thiếu một góc mà bảo ngọc cho đó là một góc rất là quan trọng và trong cái video này thì bảo ngọc sẽ chia sẻ cùng với quý vị điều đó dạ vâng kính thưa quý vị là khi tìm hiểu lịch sử nhất là giai đoạn mà pháp xâm lược việt nam đến khi mỹ thất bại và rút quân về nước thì bảo ngọc thấy có hai nội hàm cơ bản không thể tách rời và luôn được nhắc đến đó là quốc gia việt nam bùi nhìn và nó gắn chặt với pháp thứ hai là đệ nhất và đệ nhị cộng hòa bù nhìn gắn chặt với mỹ và bảo ngọc kết luận là không có pháp thì không có quốc gia việt nam không có mỹ thì không có việt nam cộng hòa dạ vâng kính thưa quý vị là hai cuộc chiến tranh liên tiếp ở việt nam và hàng triệu người việt nam đã hy sinh và tất cả điều đó đều do pháp và mỹ gây nên không phải là cuộc nội chiến như mà bọn tàn quân việt nam cộng hòa thường rêu rao và tuyên truyền ở trong rất là nhiều năm qua. Gần đây thì tiếp tục với cái nghề ăn tục nói phép đổi trắng thay đen khi mà khắp các diễn đàn của anh em Dân Chủ và Việt Tân lại đồng loạt đăng tải rất là nhiều bài viết và cái câu nói nổi tiếng của Ngô Đình Diệm đó là tôi tiến thì hãy tiến theo tôi và tôi lùi thì hãy lấy mạng tôi và tôi ngoẻo củ tỏi thì hãy à nối trí của tôi. Dạ vâng bởi vì là Bảo Ngọc dùng những cái từ ngữ nó không uh, không vi phạm cộng đồng thì nó khác với lại những cái từ ngữ ở trong uh, ở trong những cái câu nói của Ngô Đình Diệm khác đi một chút thì mong quý vị hiểu và thông cảm cho Bảo Ngọc. Và uh, tôi lùi thì hãy lấy mạng tôi. Đấy, đồng thời Tôn Vinh Diệm là một người mà khai sinh gây dựng nên cái nước Việt Nam Cộng hòa dạ vâng không hiểu sao uh, ngô đình diệm lại bỗng trở thành một con người kiêu mang ổn định đời sống của gần một triệu dân di cư từ bắc vào nam và nhà đấu tranh uh, thì cho rằng là nhân quyền việt nam từ khi nào vậy bản thân ngô đình diệm là một kẻ bán nước cầu vinh làm bù nhìn cho mỹ xâm lược việt nam được ví như là tên đứng đầu của... và với dân tộc việt nam thì những cái hình thức tra tấn rất là tàn hại rất là man dợ và cái tội ác của Ngô Đình Diệm đã được các tài liệu lịch sử chứng minh. Thế vậy mà ngày hôm nay những kẻ luôn lu loa là yêu nước lại đi dâng những cái lời cầu nguyện là cho một kẻ bán nước thì phải chăng à, chúng đang cố tình ăn không nói có để xuyên tạc sự thật với Ngô Đình Diệm, đúng không quý vị? Thế và Ngô Đình Diệm từng làm quan nhà Nguyễn ở thời vua Bảo Đại và sau đó thì làm thủ tướng rồi trở thành tổng thống của Việt Nam Cộng Hòa sau khi mà phế chuất bảo đại trong suốt cái thời gian tại vị thì ông ta phạm tội chống lại tổ quốc chống lại dân tộc Việt Nam bằng những cái hành động là cõng rắn cắn gà nhà bạo ngược đối với lại nhân dân khi mà làm quan trong chính quyền bảo hộ của Pháp và Vatican và những năm 1922 1933 khi được Hoa Kỳ và Vatican cho nắm giữ các cái chức vụ là từ Thủ tướng rồi Tổng thống ở miền Nam trong thời gian từ 1954 đến 1963 ở miền Nam thì chính cái hình ảnh của Ngô Đình Diệm đã gắn liền với cái máy lê đi khắp miền Nam và câu nói nổi tiếng của Diệm hẳn ai cũng phải thuộc lòng đó là thà tàn sát còn hơn bỏ sót Chính vì câu nói này nó đã lột tả đến tận cùng cái sự tàn bạo, hung ác tới mức không còn tính người của Ngô Đình Diệm. Và Ngô Đình Diệm đã cho thi hành cái kế hoạch là ki tô hóa miền Nam bằng bạo lực, khiến cho hơn 300.000 người bị tàn hại. Cùng với hơn nửa triệu người bị bắt giam và tra tấn một cách hết sức là dã man. Và ngày 30 tháng 11 năm 1961, Diệm đã hí hửng, hồ hởi, đồng lõa với quân đội Mỹ trong việc sử dụng chất cam giải xuống đồng ruộng và rừng cây trong lãnh thổ của Việt Nam. Việc làm này đã không biết là tiêu trăm ngàn hàng triệu nạn nhân và hậu quả của việc làm này cho đến ngày nay vẫn còn và gây hại cho đất đai, cây cối, mùa màng, sinh vật của nhân dân ta trong những cái vùng bị ảnh hưởng. Như thế ta mới thấy cái tội vạ hành động diện đối với nhân dân Việt Nam. Và cuộc đảo chính năm 1963 đã đưa anh em Ngô Đình Diệm tội trước nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên những cái kẻ tấn công hắn và cả gia tộc nhà Ngô Đình Diệm thì lại là những cái kẻ mà đã dựng hắn lên và tôn thờ hắn một thời. Cái sự trả giá của anh em Ngô Đình Diệm là kết cục bi đát nhất cho những cái kẻ mà làm tay sai cho giặc, phản bội tổ quốc và nhân dân ta. Thưa quý vị, và đến nay thì những cái kẻ chống cộng lưu vong ở hải ngoại và một số thành vần phản quốc ở trong nước lại tưởng niệm và hối tiếc vì đã sai lầm khi diệm băng hà và cho rằng chính cái sai lầm này mà ngụy sài gòn sụp đổ màn ca ngợi tri ân cố tổng thống ngô đình diệm thực chất chỉ là cái cớ để chúng thực hiện âm mưu chống phá mà thôi cái hoạt động ca ngợi Ngô Đình Diệm là linh hồn của chế độ Việt Nam Cộng Hòa cũng là một nhiệm vụ quan trọng của bọn chúng. Và nó có tác dụng làm thay đổi nhận thức, cách nhìn của thế hệ trẻ. Những người mà không trực tiếp chứng kiến những cái đau đớn của cái chế độ tay sai đó gây ra. Dạ vâng kính thưa quý vị. Về chế độ của cái giai đoạn đó thì rất là kinh hoàng. Cái chế độ gia đình trị Việt Nam Cộng Hòa Đồng thời đó là một trong những cái thủ đoạn đổi trắng thay đen Bởi việc chúng ca ngợi diện thủ lĩnh của Việt Nam Cộng Hòa Đồng nghĩa với việc là thay đổi về hình ảnh chế độ tay sai của chính họ Làm cho chế độ của họ trở nên đúng và trong sạch Và trong mắt của, của những cái người trẻ thì họ tạo điều kiện để thu hút lôi kéo những người trẻ về phía mình để tranh giành lực lượng với đảng và tiến tới họ muốn xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Phải chăng vì những cái đồng tiền dơ bẩn mà các anh em nhà dân chủ Việt Tân lại quên rằng mình đang sinh sống trên đất nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, tự do thì đã biết có bao thế hệ đã phải chiến đấu hy sinh xây đắp mới được như ngày hôm nay. Tại sao họ không nhớ rằng những kẻ phản quốc đều có những cái kết tương đồng chẳng khác gì Ngô Đình Diệm? Và những kẻ vong nô mãi quốc cầu vinh đều không có một cái kết quả tốt đẹp Cõng rắn cắn gài nhà hại đồng bào là tội ác mà không thể dung thứ chính vì vậy thế hệ trẻ bây giờ cần phải nhận rõ điều đó và để bảo vệ và xây dựng đất nước một ngày một tốt đẹp hơn dạ vâng ngày hôm nay bảo ngọc cũng sơ qua một số nội dung liên quan đến ông ngô đình diệm và rất mong nhận được những cái ý kiến đóng góp của quý vị khán giả cho video của bảo ngọc và một lần nữa xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị ở trong những video tiếp theo